Đào, cô căng thẳng đi, mau để nó ra ngoài đi, nhanh lên. Đau quá, tôi không để được, tôi khó chịu quá. Mẹ Kim, ráng lên nào, nếu ngươi không chịu để, ngươi và đứa nhỏ trong bụng của ngươi sẽ chết luôn đó. Cô lên đi. À, hay lắm, cuối cùng nó cũng đã chào đời rồi. Thật không ngờ nó là một người đầu cơ. Không, thật không biết người đã biến đổi con ta thành cái quả quỷ gì thế này. Không, mau trả con ta lại cho ta. Con mũ đèn bà tâm thần kia, ngươi phải cảm ơn ta vì ta đã biến nó thành như thế này. Kể từ bây giờ nó sẽ là con cưng của ta. Con của mình đâu rồi? Tên chết tiệt bắt cóc đó, hắn làm gì con của mình thế này? Mau thả con của ta ra, hãy để mẹ con ta được tự do. Đâu, mau đứng dậy, giết chết mấy con gà đó cho ta. Sao người yếu đuối mà không tàn nhẫn lên, nhanh lên nào, nếu không ta sẽ đánh cho ngươi một trận bây giờ. Dừng lại tên con kia, người đang ép con ta làm điều sàm bậy gì vậy? Nó không phải là một đứa nhỏ bình thường, nó là một người đầu cơ. Ta đang huấn luyện nó để cho nó trở nên vô cùng mạnh mẽ. Còn ngươi nữa, con mũ đen bà điên này, ta đem mẹ con ngươi về đây để nuôi dưỡng, ngươi phải biết ơn ta. Đổi lại, con của ngươi phải phục tùng và làm những việc ta muốn. Tên chết tiệt này, ngươi rốt cuộc muốn gì? Tại sao ngươi lại bắt cóc ta khi ta đang mang thai, rồi tiêm ta một thứ chất kỳ lạ để con ta biến đổi như thế kia? Bây giờ ngươi lại hành hạ nó. Nói cho ngươi biết, ta là một nhà khoa học, ta đang âm thầm giúp cái thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Được rồi, nhóc con đầu cua, mày có mau đứng dậy giết mấy con gà cho tao không? Con sẽ giết. Cha đừng đánh con nữa, đừng đánh con nữa. Chết đi, chết đi, chết đi. Hay lắm. Tranh thủ thế giới con người đang ngủ yên, nhanh chóng đột nhập vào thế giới của họ để điều tra một số thông tin bí mật. Dường như có ai theo dõi mình thì phải. Sao không thấy ai hết, chắc có lẽ mình đã nhầm rồi. Được rồi, nhanh tay nhanh chân lên, nếu trời sáng thì không hay đâu. Tiếng gì vậy? Người chạy không thoát đâu, lại thêm một tên cameraman nữa, chết đi. Người là ai? Tại sao lại giết ta? Thưa cha, con đã về rồi, con đã bắt thêm một tên cameraman nữa nè. Tốt lắm con gái của ta, không uổng công ta nuôi nấng và rèn luyện cho con. Được rồi, dạo gần đây ta nghe thông tin xuất hiện 5 kẻ tự xưng là 5 chị em siêu nhân Skibidi Woman. Bọn chúng đều là những sinh vật có cái đầu quái dị. Nào, con hãy tìm bọn chúng, giết bọn chúng rồi bắt bọn chúng về đây cho ta. Vâng, thưa cha. Nhưng cha ơi, bọn chúng không thù không oán với chúng ta, tại sao chúng ta lại ra tay tàn độc với bọn chúng chứ? À đúng rồi, con cũng có thân hình giống bọn chúng, nhưng tại sao? Ồ, con của ta cũng bắt đầu khôn lớn, muốn hiểu chuyện rồi. Để ta nói toàn bộ sự thật cho con nghe. Đồ khốn kiếp này đang muốn âm mưu xâm chiếm thế giới nhân loại chúng ta, nên ta âm thầm loại bỏ bọn chúng trước. Đồng thời ta sẽ rút tủy từ trong cơ thể của bọn chúng để tạo ra những sản phẩm giống như con vậy. Tức là con sẽ có thêm anh chị em để cùng ta bảo vệ hòa bình thế giới này. Nào, hãy nhanh chóng đi tìm 5 tên Skibidi Woman và giết bọn chúng đi. Con hiểu rồi, con hiểu nhiệm vụ của con rồi. Đúng là một đứa trẻ ngoan, rồi nó sẽ giúp ta thống trị cả thế gian này. Cơ hội trả thù đến rồi, ta khó kịp, người dám lợi dụng con ta, giết thấy hang ổ của lũ chết tiệt đi rồi. Alo, Speaker Woman, Logic Woman, hai cậu ở đâu rồi? Mà quay về tổ chức đi. Chết đi, chết đi. Các người tự xưng là 5 chị em siêu nhân Skibidi Woman à? Hôm nay ta sẽ nhận lệnh của cha ta, hủy diệt các ngươi, để các ngươi không còn làm hại thế giới con người nữa. À, cái đâu vậy? À, một chị sao Woman à? Không. Chỉ có 3 tên, còn 2 tên nữa. Chết tiệt, anh Phút Man, có chuyện gì xảy ra vậy? Cô kia, có kẻ nào đột nhập vào hang ổ của Skibidi Woman chúng ta làm lỡ kìa. Mẹ kiếp, là một tên Woman đầu cơ. Đúng vậy, chính là ta. Ta đến đây để kết thúc mạng sống của các ngươi. Chết hết đi. Dừng tay lại. Tại sao ngươi lại độc ác đến như thế? Bọn ta chưa từng hề gặp ngươi, chưa từng gây thù với ngươi mà. Lũ khốn các ngươi, độc ác, âm mưu làm hại thế giới con người. Ta nhận lệnh cha của ta tới đây để đem các ngươi về, rồi cho ông ấy lấy sạch tỷ của các ngươi. À, cái gì? Một tên con người chết tiệt dám lợi dụng một chainsaw woman để làm chuyện độc ác này hay sao? Ok, bọn ta không xấu xa, ngược lại bọn ta đang âm thầm bảo vệ thế giới nhân loại mà. Câm mồm, đồ chết tiệt này. Các người sắp chết rồi mà còn định nói dối lừa gạt ta. Không, chính tình cha độc ác của ngươi mới lừa gạt ngươi. Nếu ngươi đem xác của bọn ta về để hắn lấy sạch tỷ trong người của bọn ta, hắn sẽ tạo ra những thứ gớm ghiếc mà bọn ta không biết được. Lúc đó cả thế giới này mới thật sự lâm nguy. Cái gì chứ? Đồ khốn kiếp này dám nói xấu cha của ta. Nếu ngươi không tin, bọn ta sẵn sàng hy sinh để ngươi ăn sạch số tỷ trong người của bọn ta. Thì lúc đó tình cha khốn kiếp của ngươi sẽ lặng mặt với ngươi, thì ngươi sẽ hiểu mọi chuyện. Vậy thì tất cả các ngươi hãy chui vào bụng ta đi. Ta sẽ cho các ngươi thấy cha ta không lừa ta. Cái quái quỷ gì đây? Sao số tỷ mà mình ăn của lũ Skibidi Woman đây lại biến người mình trở nên to lớn thế này chứ? Mình không lẽ đã hóa thành một Titan rồi hay sao? Quỷ thần thiên địa ơi, thật là kỳ lạ. Không ngờ thứ tỷ trong người của bọn chúng lại chứa nhiều điều kỳ diệu đến như vậy. Hèn chi mà cha mình cứ muốn mình bắt bọn chúng về cho ông ấy. Thôi được rồi, mình phi về hỏi cha mình xem ông ấy có phải đang lợi dụng mình không. Con gái ơi, con đang ở đâu? Con gái, không lẽ đây là con? Đúng rồi, cái đầu là cái lưỡi cưa, thân hình màu xanh lét. Mẹ tìm thấy con rồi. Ồ, người đàn bà này sao quen dữ vậy? Đúng rồi, là người đàn bà điên mà cha nuôi trong nhà mà. Bà chạy ra đây làm gì? Mẹ đã giải thoát mẹ con mình khỏi tên đàn ông chết tiệt đó rồi. Hắn không phải là cha của con đâu. Hắn là một tên nhà khoa học độc ác. Hắn bắt mẹ lúc mẹ đang mang bầu, rồi tiêm tỷ của Skibidi Titan vào trong người của con, khiến con biến đổi quái gì như thế kia. Hắn lợi dụng con làm công cụ để hắn bắt những Skibidi Woman khác mà thôi. Bà nói cái gì? Bà nói dối. Bà đang lừa tôi. Tôi không tin đâu. Tôi phải tìm bằng được ông ấy để hỏi rõ chính miệng ông ấy có phải là như vậy không. Đứng lại, tình Titan Chainsaw Woman kia. Thì ra người ở đây, người chính là kẻ mấy tháng qua đã giết chết rất nhiều Skibidi Men, và bây giờ cũng giết luôn cả 5 chị em Skibidi Woman. Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại tấn công ta? Ta chính là Upgrade Titan Chainsaw Woman. Ta là một thực thể khổng lồ, ta bảo vệ những thế giới Skibidi Titan. Những kẻ xấu xa như ngươi, ta phải tiêu diệt. Khổ kiếp. Ta không xấu xa, ta không độc ác, mà chính các ngươi, lũ quái vật các ngươi, muốn đang lật đổ thế giới con người này. Các ngươi dùng miệng lưỡi của mình để lừa gạt ta. Chỉ có cha ta, ông ấy mới là đấng soi sáng cuộc đời của ta mà thôi. Ta chỉ tin ông ấy, ta sẽ giết sạch các ngươi để giúp thế giới loài người này trở nên hòa bình hơn. Hả? Những việc làm xấu xa của ngươi rành thế kia mà ngươi còn không tin hay sao? Ngươi đã bị tin con người bẩn thỉu đó lừa gạt mà thôi. Ngươi đang bị lợi dụng đó. Không, ngươi nói rồi. Ta sẽ nuốt lấy cơ thể của ngươi luôn. Người của mình là trở nên to lớn hơn nữa. Không lẽ mình đã sai. Không.